PC Homie C chào mọi người. Chắc nhìn vào những tình huống ở đầu video, mọi người cũng hiểu được hôm nay mình sẽ làm về vấn đề gì rồi đúng không? Skill Double Tut, một skill quốc dân của PC, dễ chơi, dễ dùng và có độ hiệu của cao. Vậy thì làm sao để mình có thể làm chủ được skill này? Đầu tiên, cách thực hiện của skill này là gì? Có phải là ấn nút dash và vuốt con trỏ trùng với hướng di chuyển của cầu thủ mình đang cầm bóng thì sẽ ra skill Double Tut đúng không mọi người? Lý thuyết thì như vậy, nhưng vào trận đấu thì mình muốn cầu thủ mình dùng skill Double Tut để ra biên tạt bóng hay bẻ vô trong trung lộ để dứt điểm, hoặc đơn giản hơn là quẩy skill theo đúng ý mà mình mong muốn. Vậy thì cùng mình đến với cách thực hiện nha. Bước đầu tiên theo mình nghĩ cũng là bước quan trọng nhất, đó là mọi người phải xác định được hướng mà mình muốn đi nhất, thì khi đó mọi người mới dùng skill chuẩn và theo ý mình được. Ví dụ như tình huống này, mục đích của mình ngay từ đầu là quẩy skill vào trung lộ và ghi bàn, và mọi người để ý dùng mình chỗ này, mình dừng video chỗ này nha. Như mình có nói, bước đầu tiên là bước quan trọng nhất. Sau khi đã xác định được hướng thì mọi người phải hiểu là skill Double Tut này được thực hiện theo một đường thẳng, có nghĩa mọi người phải chỉnh làm sao cho hướng cầm bóng của cầu thủ mình và con trỏ cùng về một hướng là đường thẳng. Và mọi người có thể thấy khi con trỏ của mình và cầu thủ cùng chung một hướng thì việc còn lại là nhấn đát và vuốt con trỏ theo đường thẳng. Lúc này cầu thủ của mình sẽ dùng skill đi xuống theo góc nghiêng của con trỏ. Còn nếu như giờ mình không muốn đi xuống mà bẻ lên trên thì sao mọi người? Làm ngược lại thôi, xác định hướng và cầu thủ của mình cùng con trỏ nằm trên một đường thẳng là xong. Skill này tuy là thực hiện là dễ, nhưng để mà theo ý mình muốn, cần phải tập luyện rất là nhiều đó mọi người. Chúc mọi người sớm làm chủ được skill này. Bây giờ mời mọi người cùng đến với các tình huống mà mình sử dụng skill này nha. We'll be right back.